nhiệt liệt chào đón các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn về dự chương trình hồi khóa 2005-2008 kỷ niệm 15 năm ngày ra trường của cựu học sinh trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Vâng, chúng ta hãy cùng nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón hơn 20 thầy cô kính yêu, những người đã dìu dắt và trao cho chúng ta nguồn kiến thức quý giá để ngày hôm nay đây, sau 15 năm rời xa mái trường, chúng ta mới có cơ hội được gặp lại. Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây, cánh cửa nhỏ làm dày thêm nỗi nhớ, bao trái tim chúng con hòa nhịp thở, 15 năm mong đợi ngày trở về. Trước khi vào buổi lễ, thay mặt ban tổ chức hội khóa, em xin phép giới thiệu chương trình của buổi lễ như sau. 1. Văn nghệ chào mừng. 2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Đại diện cựu học sinh, trưởng ban liên lạc phát biểu. 4. Cùng nhìn lại chặng đường 15 năm qua clip trở về miền ký ức. 6. Đại diện các thầy cô phát biểu. 7. Giao lưu học sinh, thầy cô. 8. Tặng quà tri ân thầy cô và nhà trường. 9. Chụp ảnh kỷ niệm. 10. Tiệc liên hoan, văn nghệ giao lưu tự do của các lớp. Kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, học sinh niên khóa 2005-2008. Thời gian qua đi không trở lại, mang theo tuổi học trò với những kỷ niệm thân thương dưới mái trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. 15 năm đã trôi qua, biết bao nhiêu thăng trầm, biết bao nhiêu đổi thay, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là những giá trị mà chúng em được thầy cô trao cho để làm hành trang bước vào đời. Cũng vì lẽ đó, rất vinh dự cho Thế Tùng và Hồng Nhung trong niềm vui hội ngộ ngày hôm nay được thay mặt cho toàn thể các bạn cựu học sinh trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi niên khóa 2005-2008 xin gửi tới các thầy, các cô lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc cũng như lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Xin được gửi tới toàn thể những lời chào thân thương, chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó và chúc cho chương trình hội khóa 15 năm của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ. Để mở đầu chương trình hội khóa 2005-2008 với chủ đề Trở về miền ký ức, xin trân trọng kính mời quý thầy cô cùng toàn thể các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ do các bạn cựu học sinh trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi niên khóa 2005-2008 biểu diễn. Xin toàn thể hội trường cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn để chào đón các tiết mục văn nghệ của chúng ta. Và mở đầu cho chương trình văn nghệ, chúng ta hãy cùng hòa mình vào giai điệu ngọt ngào của ca khúc Giấc mơ thần tiên để cùng nhau sống lại những năm tháng tuổi thanh xuân tuyệt vời ấy qua song ca Hương Diệu và Thúy Quỳnh trình bày. Xin mời các thầy cô cùng toàn thể các bạn lắng nghe. Thank you.
Em xin được kính chào có thể tất cả các bạn ạ. Các bạn ơi, xin được gửi tới quý thầy cô và toàn thể các bạn một ca khúc của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Đại Phong, ca khúc với tựa đề Dòng Thời Gian ạ. Từ rất lâu, hình ảnh chiếc áo dài đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao nhà thơ, nhà văn cũng như các tác phẩm âm nhạc. Và chúng ta hãy cùng ngắm nhìn hình ảnh tràn ngập trong gió những chiếc áo dài thướt tha qua ca khúc Áo Dài Ơi.
do Tam Ca, Hồng Minh, Hồng Phương và Khánh Vân trình bày. Chỉ là tuổi trẻ mà còn là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Thanh xuân qua đi để lại chúng ta những niềm vui và đâu đó xen lẫn cả những tiếc nuối một thời. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng lắng đọng lại giai điệu của ca khúc Tháng Năm Không Trở Lại do bạn Thúy Quỳnh trình bày. Xin trân trọng kính mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức.
trân trọng cảm ơn các tiết mục văn nghệ. Vâng, ngày hôm nay đây, đứng trên sân khấu này, không biết bạn dẫn của tôi cảm xúc như thế nào, nhưng ngay tại lúc này đây, trong tôi đang có một cảm xúc rất là dâng trào, vô cùng đặc biệt, và tôi chợt nhớ đến một câu thơ rằng: xa mái trường thân yêu đã bao lâu rồi nhỉ? Những lời cô thủ thỉ em nhớ đến bây giờ. Ngày ấy thủ mộng mơ hay thẫn thờ thổn thức, trái tim non dạo dực, mùa phượng thắm sân trường. Và ngày hôm nay đây cũng vào một mùa phượng thắm, nhưng đã có điều 15 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng em rời xa mái trường trung học phổ thông Ngọc Hồi thân yêu. Để rồi ngày hôm nay, mỗi người lại ấp ủ cho mình một ước mơ. Giờ đây, ai cũng đã có một chân trời mới để vun đắp. Ngay khoảnh khắc này, chúng ta đang ngồi đây, các bạn hãy nhìn sang bên cạnh mình. Vẫn là những gương mặt thân quen ấy, nhưng biết bao nhiêu ký ức xưa bỗng chốc ùa về, như thể mới ngày hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn học chung một lớp. Và thời gian dẫu luôn trôi đi theo quy luật vốn có của nó, thì những ký ức một thời sẽ mãi còn vẹn nguyên trong mỗi trái tim của chúng ta. Để rồi mỗi khi nhớ về, biết bao nhiêu miền kỷ niệm của miền ký ức ấy sẽ mãi là ngọn lửa thắp sáng trái tim của mỗi chúng ta. Với mong ước được về đây, gặp lại thầy, các cô, gặp lại các bạn cũ trong niềm hân hoan hội ngộ, được sự đồng ý của chi ủy, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, ban liên lạc lớp thời cựu học sinh khóa 2005-2008 đã được thành lập, kết nối bạn bè bốn phương, tích cực trong công tác chuẩn bị để chúng ta có một ngày hội khóa kỷ niệm 15 năm ngày tốt nghiệp ra trường. Và giờ đây, mong ước đó đã trở thành hiện thực khi chúng ta, gần 400 cựu học sinh đã hội tụ về đây với bao háo hức, mong chờ một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa và cảm xúc. Đến dự hội khóa 2005-2008, kỷ niệm 15 năm ngày ra trường, cùng chúng ta ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và vui mừng tiếp đón. Về phía ban giám hiệu nhà trường, em xin được trân trọng giới thiệu ban giám hiệu niên khóa 2005-2008. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Anh Tuấn, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Hiện, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Em xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Ngọc Trâm, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Đình Xuân, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi hiện tại, em xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Em xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi, chủ nhiệm lớp A1. Về phía các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm 13 lớp niên khóa 2005-2008, em xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Quốc Toản, giáo viên chủ nhiệm lớp A2. Em xin trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp A2. Cô Phí Thị Kim Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp A3. Em xin trân trọng giới thiệu cô Lã Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm lớp A3. Em xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thường, giáo viên chủ nhiệm lớp A4. Em xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Trọng, giáo viên chủ nhiệm lớp A5. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Đình Hiếu, chủ nhiệm lớp A7. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Ngô Thọ Cường, giáo viên chủ nhiệm lớp A8. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Đồng, giáo viên chủ nhiệm lớp A9. Em xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Kim Xuyến, giáo viên chủ nhiệm lớp A10. Em xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thị Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp A10. Em xin trân trọng giới thiệu cô Lê Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp A11. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp A11.
Lộc Thị Mỹ Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp A12. Và em xin giới thiệu cô Đàm Thị Hoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp A12. Em xin trân trọng giới thiệu cô Tống Kim Hoa, giáo viên chủ nhiệm lớp A13. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Xuân Cảnh, giáo viên trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Và về sự phối hợp khóa của chúng ta ngày hôm nay, ngoài các thầy cô đã giảng dạy chúng ta trong suốt 3 năm học niên khóa 2005-2008, chúng ta còn vui mừng chào đón gần 400 cựu học sinh đại diện cho hơn 500 học sinh niên khóa 2005-2008. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cho tôi thấy cánh tay của các bạn A4, A5, A6 có được không ạ? Thế còn các bạn A7, A8 và A9 các bạn đang ngồi ở đâu rồi ạ? Và chúng ta cùng đón chào các bạn lớp A10, A11, A12, A13. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình, sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng các bạn đứng dậy chỉnh đốn trang phục để dự lễ chào cờ và cùng nhau trở về miền ký ức thanh xuân dưới mái trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Xin trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn các cùng đứng dậy ạ. Nghiêng! Chào cờ! Chào quốc ca! Theo chương trình, xin mời bạn Trử Thanh Nga, trưởng ban tổ chức chương trình hội khóa 2005-2008 lên phát biểu khai mạc hội khóa. Xin trân trọng mời bạn. Kính thưa thầy Trần Anh Tuấn, kính thưa thầy Nguyễn Văn Hiện, cùng Nguyễn Ngọc Trâm, thầy Hoàng Đình Xuân là các thầy cô trong ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi giai đoạn năm 2005-2008. Kính thưa cô Bùi Thanh Tâm, cô Trần Thu Hương, phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi. Kính thưa các thầy cô giáo là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các lớp từ A1 đến A13 niên khóa 2005-2008. Thưa toàn thể các bạn cựu học sinh trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi niên khóa 2005-2008 thân mến. Lời đầu tiên, cho phép em Trử Thanh Nga, học sinh lớp A2, thay mặt cho ban tổ chức nồng nhiệt chào đón các thầy cô giáo và các bạn cựu học sinh đã về tham dự buổi hội khóa nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày ra trường của niên khóa 2005-2008 ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Nơi đây đã, đang và sẽ là nơi chắp cánh ước mơ của bao thế hệ học sinh để bắt kịp với những nhu thế. Để bắt kịp với những nhu cầu cấp thiết của thực tế, mái trường của chúng ta sắp được khoác lên mình một chiếc áo mới. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại chính là những động lực mới để thầy trò Ngọc Hồi tiếp tục phát huy truyền thống, dạy tốt, học tốt. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc hình ảnh của một mái trường mến yêu của chúng ta sẽ còn mãi chỉ còn trong hoài niệm của mỗi người. Hôm nay, em rất xúc động khi được chứng kiến trên 370 gương mặt dạng người cùng nhau tề tự tại nơi đây, tại sự kiện hội khóa trở về miền ký ức. Vậy là đã 15 năm trôi qua,
kể từ ngày lớp học sinh chúng em rời khỏi mái trường cấp 3. Chia tay nhau, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh cuộc sống. Nhưng hôm nay chúng em về tụ tại nơi đây để tự hào báo cáo với thầy cô. Chúng em đã không lớn rồi. Trở lại mái trường cấp 3 sau 10 năm xa cách. Các bạn ơi, hẳn trong chúng ta vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc lâng lâng khó tả. Bao kỷ niệm về một thời các sách tới trường cứ ùa về. Ngày ấy, ở cái tuổi 15, 16, lớp học trò chúng ta bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa ngôi trường Ngọc Hồi với bao niềm tự hào, háo hức. Mỗi ngày các sách tới trường, tình cảm bạn bè lại càng thêm thân thương, gắn bó. Biết bao kỷ niệm buồn vui những tháng năm học trò ấy, thậm chí đã vun đắp nên không ít những mối tình thơ ngây trong sáng của buổi học trò. Đâu đó có những rung động đầu đời mà nhiều bạn vẫn chưa kịp ngỏ lời. Và đâu đó cũng có những cặp đôi nên duyên từ tình yêu gà bông thuở học trò ấy. Kính thưa các thầy cô giáo, 15 năm về lại mái trường xưa, chúng em không khỏi xúc động khi được gặp lại các thầy cô, những người đã dìu dắt, dạy dỗ chúng em trong suốt những năm học cấp 3. Mặc dù bận rộn với công việc, với gia đình, nhưng các thầy cô cũng đã quan tâm, dành thời gian để tham dự buổi gặp mặt với chúng em ngày hôm nay. Thay mặt cho tập thể học sinh trường Trung học Phổ thông Ngọc Hồi niên khóa 2005-2008, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo đã dạy dỗ và luôn ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường vừa qua. Xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện cho chúng em tổ chức được buổi gặp mặt ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, 15 năm dường như trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào chúng em còn là những cô cậu học trò, hồn nhiên, vô tư với bao trò nghịch ngợm. Vậy mà giờ đây, ai ai cũng đã ít nhiều đổi thay và đôi khi phải thoáng chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Trong những năm gần đây, có thể những bè bạn cũng đã thường xuyên tổ chức gặp mặt. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng em chung tay kết nối để có thể tổ chức buổi hội khóa đông đủ như ngày hôm nay. Mong mỏi về ngày hội ngộ, không ít bạn ở xa đã mong đến từng ngày để được trở về quê và thăm lại mái trường xưa, để được gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè, được ôn lại kỷ niệm của một thời áo trắng. Trong dòng cảm xúc ấy, em xin được phép mượn vài lời thơ tâm sự. Đã lâu rồi không về thăm trường cũ, nhớ hàng cây, nhớ ghế đá thân thương, nhớ thầy cô, nhớ những buổi tan trường, nhớ lớp học, ôi vô vàn thương nhớ. Thời gian ơi, xin hãy quay trở lại, mang em về những kỷ niệm dấu yêu. Ngồi nơi đây mà nhớ lại bao điều thầy cô đã mở đường em tiếp bước. Ngày hôm nay những gì em có được, nhờ thầy cô vun đắp kiến thức em. Thầy trồng cây cho bóng mát sau này, cô ươm trái cho vườn xanh tươi mãi. Ngày xưa ơi, những tháng ngày thơ dại, có thầy cô, có bạn mãi bên ta. Vâng, em thực sự rất là xúc động với buổi hội khóa khi mà được gặp rất là đông đủ các thầy cô và các bạn bè năm xưa. Kính thưa các thầy cô giáo và thưa toàn thể các bạn, trong suốt một tháng ngắn ngủi vừa qua, ban tổ chức chúng em đã nhận được sự cổ vũ động viên từ vật chất đến trí tuệ đến tinh thần của rất nhiều bạn bè từ các lớp A1 đến A13. Chỉ trong vòng hơn một tháng, tất cả các công tác tổ chức chuẩn bị sự kiện đều được gấp rút triển khai. Mặc dù các thành viên đã nỗ lực hết sức mình, nhưng trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian diễn ra buổi gặp mặt hôm nay sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong thầy cô và các bạn bỏ qua những sự cố gặp phải ngày hôm nay. Sau buổi hội ngộ này, chúng ta một lần nữa lại bước qua cánh cổng trường trở về với cuộc sống thường nhật. Nhưng ban tổ chức hy vọng những ký ức chúng ta cùng gọi về ngày hôm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp trong tim mỗi người. Để hội khóa 20 năm, 30 năm và rất lâu về sau nữa, bạn và tôi lại mang thanh xuân ấy trở về. Cuối cùng, cho phép em xin được thay mặt toàn thể học sinh khóa 2005-2008 trường Trung học Phổ thông Ngọc Hồi xin kính chúc các thầy cô giáo khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục thành công trong sự nghiệp chồng người. Chúc toàn thể các bạn học sinh khóa 2005-2008 luôn vững bước trên chặng đường đời phía trước. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu đầy cảm xúc của bạn Chử Thanh Nga, đại diện cho ban tổ chức của hội khóa 2005-2008, 15 năm trở về miền ký ức của chúng ta. Kính thưa các thầy cô và các bạn thân mến, thanh xuân luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta dám sống hết mình bằng cả trái tim và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bạn có nhớ mình của năm tháng ấy, bạn có nhớ những trò vui đùa của cấp 3,
Và có ai còn nhớ căng tin xưa, nhớ những giờ thể dục ở nhà thể chất? Và có ai còn nhớ người bạn cùng bàn năm ấy? Miền ký ức thanh xuân một thời đang gọi tên bạn, nơi trường xưa, thầy cô giáo cũ, lớp học cũ với biết bao nhiêu kỷ niệm, nơi sân trường rộn ràng tiếng cười vui. Và sau đây, xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo cùng các bạn, chúng ta hãy cùng hướng lên màn hình để theo dõi một clip ngắn được mang tên Trở về miền ký ức. Đây cũng là clip chủ đề của chương trình hội khóa 15 năm trở về miền ký ức của chúng ta. Xin trân trọng kính mời thầy cô và các bạn theo dõi. Câu chuyện buồn vui, tiết tự ôn của chúng tôi cũng là một tiết như vậy. Bàn chân lặng lẽ. Chập chờn trắng đen, không thể nhìn thấy đây. Trong bão sông vẫn nghe tiếng gọi. Tôi yêu cầu tất cả anh chị lên phòng ban giám hiệu gặp tôi để làm việc. Trận mưa dông ngày hôm qua thật to,
dù cho chúng tôi có cảm lạnh vì tắm mưa, chúng tôi vẫn sẽ muốn nắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa. Chuyên mục kiểm tra bài cũ bắt đầu. Cả lớp các bạn nào sung phong không? Không là cô gọi danh sách nha. Cô ơi, bật quân sung phong. Mời cô lên bảng nào. Ngạc nhiên chưa nào? Bài nào về Quân? Bài phèo phèo lửa. À, tôi em xin lỗi, bài trí phèo ạ. Hôm nay đúng 14 tháng 2 nữa này. Tôi sẽ tặng cho một câu hỏi siêu dễ liên quan đến chủ đề tình yêu tình báo. Các anh chị rất là yêu thích này. Món quà tình yêu giữa thị nở và trí phèo là món ăn gì? À, vịt chó. Vịt chó. Rồi thì giờ kiểm tra cũng tới, cái ngày thứ năm định mệnh với tiếng ve đầu hè, dân gian phán đầu sĩ tử. Chào em, cho em bài với. Chào. Ui, nốt đợt này chú ý. Đây, vừa mua của Mai xong đấy, ngon lắm. Ừ, nốt đợt này chú ý. Chép bài đó thì nó sai luôn. Nhưng mà sao ông chép bài của nó mà vẫn biết nó sai à? Thì đấy, đứng ra định nhắc đấy, nhưng mà lấy mất ổ mai của tôi. Thôi không nhắc nó, cho nó chừa đi, làm sao hết lấy ổ mai của tôi. Ơ, khoảng mơ, chép bài mà còn được 4 điểm à? Ờ, sai đâu nhỉ? Không biết chép, đây ông ạ. Ờ, thế đây là số gì, khoảng số 8 à? Không, đây là vô cực chứ không phải số 8. Úi dồi ôi, chết tôi, cái tưởng đây viết 6, dựng ngược lên. Chứ tôi đem phải chữ 6. Úi dồi ôi. Thôi thì điểm cũng đã có rồi, còn ngày nữa thôi sẽ hết tuần. Bạn ơi, dù em lưu lê khóa dưới là một giấc mơ thần tiên giờ ra chơi nhỉ? Trở nên thật ngắn ngủi trong giây phút này. Có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều yêu thương chẳng hề muốn rời xa dưới mái trường trung học phổ thông Ngọc Hồi thân thương này. Hai mặt giấy trắng đều đẹp, biết viết mặt nào trước đây nhỉ? Thôi chọn mặt này cho đậm nét. Cứ nghĩ hôm nay là buổi cuối cùng, thấy buồn đến nao lòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, nó cứ trôi mãi, không chờ đợi chúng ta. Chỉ cần dừng lại một chút thôi, thời gian đã lập tức bỏ xa chúng ta rồi. Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng, sẽ có những lúc chúng ta phải đối diện với thất bại, với khó khăn. Những lúc ấy, Nhung hãy luôn tin rằng mình và tập thể lớp luôn hướng về bạn, ủng hộ bạn. Bạn biết vì sao mình thích màu xanh non không? Vì nó là màu của hy vọng. Cố lên bạn nhé! Mình rất ghét những lời chúc nhau bình thường vì nó nhàn nhàn na ná giống nhau. Tà áo trắng tuổi mộng mơ, bâng khâng sắc xuyên ngần ngỡ nỗi liềm. Nhung đi dáng nhỏ nghiêng nghiêng, đạp về khép cổng lặng im đợi chờ. Hiền quá là không được đâu, phải thị màu rồi cám lên một tí cho bọn nó sợ chứ đúng không? Tớ hy vọng cậu sẽ không quên những kỷ niệm mà chúng mình đã có với lớp bên mái trường Ngọc Hồi này nhé.
cho mình trước. Rồi, rất vui thì mọi người có thể tổ chức được một cuộc họp khóa hoành tráng như thế. Chắc chắn phải dành thời gian để đến họp cùng lớp mình rồi. Vâng, chúng ta vừa được xem một clip ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều những cung bậc của cảm xúc, từ giây phút sâu lắng, hoài niệm đến những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười, và rồi đọng lại cuối cùng là một niềm xúc động dâng trào. Đó cũng chính là giai điệu đẹp đẽ nhất trong những năm tháng thanh xuân ấy của chúng ta. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi lời cảm ơn đến ban truyền thông, các bạn trong ekip quay phim đã thực hiện một clip tái hiện lại hình ảnh một thời cắp sách đến trường, đầy ắp những kỷ niệm mà chắc chắn mỗi chúng ta có mặt ở đây sẽ không thể nào quên. Cảm ơn những nhiệt huyết, những tình cảm, những kỷ niệm xưa đã trở thành nền tảng giúp cho chúng ta mỗi ngày thêm trưởng thành. Cảm ơn clip tin nhắn nhưng đã tái hiện lại hình ảnh của chúng ta một thời. Và ngay giờ đây, những người bạn của chúng ta đang có mặt tại đây, nếu có thể, chúng ta hãy dành cho nhau những cái ôm ấm áp và nói những lời yêu thương với những người bạn của mình, vì họ đã là một phần trong thanh xuân tươi đẹp ấy. Và em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập thể ban giám hiệu nhà trường cùng tất cả các thầy cô giáo đã tạo điều kiện cho ekip làm phim của chúng em có thể thực hiện được một clip xúc động và đầy ắp những tình cảm như ngày hôm nay. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Và tiếp theo chương trình, em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cô Bùi Thanh Tâm, đại diện cho ban giám hiệu nhà trường, sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ cảm xúc với hội khóa 15 năm trở về miền ký ức của chúng ta ngày hôm nay. Em xin trân trọng kính mời cô lên sân khấu ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các anh chị học sinh niên khóa 2005-2008. Thực sự, thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Xúc động từ giây phút đầu tiên khi ban tổ chức, ban liên lạc đến làm việc với nhà trường. Xúc động bởi vì ý tưởng của các em. Có thể nói rằng rất nhiều khóa đã trở về trường, rất nhiều hội khóa đã được tổ chức ở tại đây. Nhưng lần đầu tiên chúng tôi nghe được một ý tưởng mà để rồi từ đó tất cả học sinh của khóa đã nỗ lực, đã cố gắng để trong vòng một tháng thôi chúng ta có được ngày hội ngộ hôm nay. Thực sự xúc động ạ. Khi các bạn chia sẻ rằng chúng em nghe nói trường sắp sửa xây dựng và vì vậy cho nên chúng em mong muốn được trở về, được tổ chức hội khóa dù là vội vàng nhưng có những ký ức với mái trường thân thương ngày trước của chúng em. Thật sự, lý do rất đơn giản nhưng lại là một lý do rất sâu sắc, một lý do cho thấy sự trưởng thành. Sự trưởng thành trong tình cảm, sự trưởng thành trong nhận thức, sự trưởng thành trong lối sống, trong phong cách sống của những học sinh niên khóa 2005-2008. Và hẳn nhiều thầy cô giáo ở đây và nhiều học sinh chúng ta cũng đã xem, đã nghe video về ngày kỷ niệm 55 năm thành lập trường. Ngọc Hồi là một dòng sông khởi nguồn rất là khiêm tốn, nhưng dòng sông ấy đã chảy thật dài, đi thật xa ra với biển lớn. Và Ngọc Hồi là nơi tìm đến của nhiều thầy cô, của nhiều học trò, nhưng Ngọc Hồi cũng là nơi tìm về của các thế hệ. Và mỗi một lần trở về ấy là một lần dòng sông Ngọc Hồi sẽ đi xa hơn nữa. Mỗi một lần trở về ấy, dòng sông Ngọc Hồi sẽ tiếp thêm cho tất cả chúng ta ở đây, kể cả các thầy cô cũng như các thế hệ học trò, để bồi đắp thêm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng giàu có hơn, ngày càng phong phú hơn, ngày càng đẹp đẽ hơn. Và ngày hôm nay, sự chân thành của tất cả
các bạn học sinh niên khóa 2005-2008 đã được thể hiện rất rõ trong video, trong sự chuẩn bị của các bạn, trong những tiết mục văn nghệ và trong những lời phát biểu của bạn Trử Thanh Nga lớp 12A2. Xin thay mặt cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chân thành cảm ơn tình cảm quý giá cùng với những cái món quà tinh thần đặc biệt mà tập thể niên khóa 2005-2008 đã dành tặng cho nhà trường. Và chúng tôi cũng không có gì hơn, chỉ có tấm chân tình xin được gửi tới tất cả các anh các chị học sinh niên khóa 2005-2008. Chúc tất cả các anh các chị sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt trong cuộc sống. Chúng ta luôn tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, trong sự nghiệp của mình, trong gia đình của mình. Xin chân thành cảm ơn sự trở về của các thầy, các cô đã đồng hành cùng niên khóa 2005-2008. Và cũng xin được kính chúc tất cả các thầy, các cô cùng với gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Chúc hội khóa của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, chúng em xin được cảm ơn lời phát biểu của cô thay mặt cho toàn thể cựu khóa học sinh 2005-2008. Xin kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi của chúng ta đạt được nhiều thành tích rực rỡ hơn nữa. Kính thưa quý thầy cô, thưa toàn thể các bạn, về dự với hội khóa kỷ niệm 15 năm ngày ra trường hôm nay, gần 400 trái tim cùng nhiều cung bậc cảm xúc đang xen, đang dâng trào với mong muốn được gặp lại, được tri ân các thầy, các cô. Và ngay sau đây, em xin được trân trọng kính mời bạn Phạm Hồng Hạnh, cựu học sinh lớp A6 lên có đôi lời phát biểu tri ân đến thầy cô. Mời bạn lên sân khấu. Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường, kính thưa các thầy cô giáo là đại biểu khách mời về dự hội khóa 2005-2008 cùng toàn thể các bạn đồng niên thân mến. Tên em là Phạm Hồng Hạnh, là cựu học sinh lớp 12A6 do cô giáo Nguyễn Minh Hoàng chủ nhiệm. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất. Vâng, hôm nay rất vinh dự được đại diện cho tất cả các bạn học sinh niên khóa 2005-2008 được thay mặt nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các thầy cô. Chúng em cảm ơn các thầy cô đã nhận lời về chung vui hội khóa với chúng em. Chúng em cũng rất cảm ơn các thầy cô đã hết lòng, tận tâm, tận tụy dạy dỗ chỉ bảo cho chúng em trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Và hôm nay đây được trở lại, được chúng em xin ghi nhớ và sẽ thực hiện theo những lời chỉ dạy, những lời dạy bảo ân cần của các thầy các cô. Cuối cùng em xin gửi lời kính chúc các thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Chúc cho các thầy cô luôn thành công trong công tác và chúc cho trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và ngày càng đạt được những thành tích cao. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn bài phát biểu rất là xúc động của bạn Hạnh lớp 36. Và chắc chắn rằng những tình cảm đó sẽ còn mãi trong trái tim và để rồi mỗi chúng ta luôn mang theo suốt chặng đường đời. Và để góp phần cho sự thành công của buổi hội khóa 15 năm trở về miền ký ức ngày hôm nay thì em được biết là tất cả các bạn trong của 13 lớp của chúng ta đã có một sự chuẩn bị vô cùng đặc biệt. Theo như được biết thì trong tối ngày hôm qua có những lớp các bạn đã ở lại đến gần 12 giờ đêm để trang trí lớp mình, để hôm nay các bạn có được một phông nền vô cùng đẹp để các bạn cùng nhau check in, cùng đăng tải những tấm hình đẹp của chúng ta lên trên Facebook. Và cũng như để cổ vũ và khích lệ cho hoạt động đó của các bạn thì ban tổ chức có triển khai một phần, đó là phần chấm điểm trang trí lớp cho các bạn. Chính vì vậy mà chúng em cũng xin phép được tổ chức ra một cái gọi là phần thi trang trí lớp học. Và kính mời các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường của chúng ta cũng như các thầy cô chủ nhiệm của 13 lớp, chúng ta sẽ sau tí lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng đi tham quan. Và bây giờ
Bạn Tùng ơi, bạn có thể giới thiệu cho tôi thành phần của ban giám khảo để chấm điểm trang trí lớp của chúng ta được không ạ? Vâng, và sau đây em xin trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo gồm thầy Nguyễn Văn Hiện, cô Nguyễn Ngọc Trâm và cô Bùi Thị Thanh Tâm. Xin trân trọng kính mời thầy cô di chuyển về phía các lớp học để tiến hành chấm điểm trang trí các lớp. Xin mời ban tổ chức, các ông chí, các bạn dẫn các thầy cô trong ban giám khảo. Đến giờ thì tôi và bạn đứng trên này là chiếm sóng hơi nhiều không? Chính vì thế mà ban tổ chức của chúng ta có tổ chức một số trò mini game dành cho tất cả các bạn đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Các bạn thấy các bạn nữ của chúng ta ngày hôm nay có xinh không ạ? Vâng, từ nay tôi đứng ở trên sân khấu này, nhìn mặt dẫn của tôi cũng như nhìn các bạn gái ở phía dưới mà có một cái cảm xúc rất là bồi hồi và các bạn ạ. Và thế còn các bạn nữ đâu rồi ạ? Các bạn có thấy các bạn nam của chúng ta hôm nay rất đẹp trai và ga lăng không ạ? Vâng, riêng đối với cảm xúc của tôi lúc này thì nhìn xuống tất cả những gương mặt các bạn nam dưới kia thì tôi cảm thấy các bạn sau 15 năm thì các bạn đã có một sự trưởng thành rất lớn và các bạn vẫn rất vô cùng ấm áp ạ. Vâng, xin được cảm ơn lời khen từ bạn dẫn chương trình cùng với tôi. Và tôi muốn nói lại một lần nữa với các bạn rằng các bạn nữ ở đây không chỉ bây giờ mới nhìn thấy cái sự trưởng thành và ấm áp của bọn tôi đâu ạ, mà cách đây 15 năm đã có rất nhiều bạn đã nhìn thấy cái sự trưởng thành và ấm áp đó. Bằng chứng là mái trường Trung học Phổ thông Ngọc Hồi của chúng ta cách đây 15 năm đã là xe duyên cho rất nhiều những cái mối tình để tiến tới hôn nhân đấy ạ. Wow, ngưỡng mộ thật đấy, từ bạn học thành bạn đời, chắc hẳn đó sẽ là những câu chuyện vô cùng thú vị phải không Tùng? Vâng, và không để các bạn phải tò mò lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng hướng mặt lên màn hình để cùng chiêm ngưỡng hình ảnh những cặp đôi của hội khóa chúng ta. Vâng, mời các bạn cùng hướng mặt lên màn hình. Và ngay sau đây, xin một tràng pháo tay của các bạn để chào đón lên sân khấu hai cặp đôi đại diện cho chúng ta. Vâng, và cặp đôi đầu tiên cho phép mình được xin mời bạn Minh A1 và bạn Hưng A1 cùng nắm tay nhau và di chuyển lên sân khấu của chúng ta. Vâng, và cặp đôi thứ hai xin mời bạn Trang A2 và bạn Tú A7, xin mời các bạn lên sân khấu ạ. Vâng, sau 15 năm thì tôi thấy những cái nắm tay của các bạn mặc dù đã nên duyên vợ chồng rồi nhưng mà vẫn còn rất là ngại ngùng cơ. Xin mời bạn Trang A2 và bạn Tú A7 ạ. Vâng, bạn Trang và bạn Tú ạ. Tôi đã nhìn thấy bạn Trang và bạn Tú. Trời ơi, các bạn vẫn còn e dè cô ạ. Không hiểu là ngày xưa khi các bạn cảm mến nhau và tán tỉnh nhau thì có ngại ngùng như bây giờ hay không? Cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn cho cặp đôi bạn Trang và bạn Tú. Vâng, xin rất là cảm ơn hai cặp đôi của các bạn đã tham gia chương trình mini game cùng với bọn tôi ạ. Trước khi vào phần giao lưu thì mình có một câu hỏi nhỏ dành cho hai cặp đôi của các bạn. Mình xin được phép hỏi bạn Minh và bạn Hưng trước ạ. Các bạn có thể trả lời cho tất cả mọi người ở đây được biết là các bạn kết hôn vào thời điểm nào và hiện tại các bạn đã sinh mấy bé được không ạ? Vâng ạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới tất cả các thầy cô và các bạn của niên khóa 2005-2008 ạ. Vâng ạ, hôm nay rất là hồi hộp bởi vì là đúng là ngày hôm nay là ngày 15 năm quay trở lại, gần như là một cái khoảng thời gian được tua lại rất là nhanh và mình cứ ngỡ như là mình vừa mới tốt nghiệp ngày hôm qua thôi. Nghĩ lại thì sáng nay là chồng mình có lên đây tặng hoa mình. Và mình nhớ là cái thời mà năm lớp 10 có thi một cuộc giọng hát hay và bạn ấy cũng lên đây tặng hoa và từ đấy hình như là bạn ấy có theo đuổi, nói nhỏ thôi. Và năm 2014 thì chúng mình kết hôn và bây giờ chúng mình có hai bé, một bé là 7 tuổi, một bé hơn 2 tuổi.
cảm ơn sự chia sẻ của bạn Minh. Vậy cho mình hỏi thêm cặp đôi của bạn Trang và bạn Tú. Một cặp đôi rất là e dè luôn ý. Không biết các bạn lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà khi mà chúng tôi gọi các bạn lên trên sân khấu các bạn ấy ngại ngùng thế nhở? Lời đầu tiên em cũng xin được thay mặt gia đình xin gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất đến với các thầy cô và các bạn ạ. Xin được trả lời câu hỏi của Nhung bé. Thật ra thì hai bọn tớ đến sau đôi của Minh với cả Hưng, bởi vì là mỗi đứa một lớp, từ A1 đến A7 còn có 6 lớp nữa cơ mà. Thế nên là phải có sự chờ đợi, khoảng cách hơi xa. Đôi mình thì đã lấy nhau được 6 năm. Hai bạn bây giờ là hiện tại là có mấy bé nhỉ? Hiện tại là có 2 bạn rồi. Cảm ơn câu trả lời của bạn Trang. Bạn rất là zoom hay sao ấy ạ? Và ngay bây giờ, không để các thầy cô, các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, thì tôi xin được giới thiệu về phần giao lưu đặc biệt của mình, có tên gọi là Ngọc Hồi 0508, nơi tình yêu bắt đầu. Và thể lệ của trò chơi của ban tổ chức như sau: hai cặp đôi sẽ đứng quay lưng vào nhau, mỗi bạn cầm một tấm hát tác biểu tượng cho anh ấy và cô ấy. Ban tổ chức sẽ đưa ra một bộ câu hỏi gồm 10 câu, mỗi câu hỏi các bạn có 3 giây suy nghĩ, và khi MC ra hiệu thì các bạn mới đồng loạt giơ tấm biển lên. Và kết thúc trò chơi, cặp đôi nào có nhiều câu trả lời giống nhau nhất, cặp đôi đó sẽ giành chiến thắng. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Xin mời ban tổ chức, các chị ơi. Hãy mời các bạn sẽ được quay lưng vào với nhau. Xin mời Minh và Hưng, hai bạn sẽ được quay lưng vào với nhau. Xin mời Trang và hai bạn sẽ các bạn có thể được không? Không, còn tới rất là nhanh thôi, các bạn không có đổi ra. Vâng, và mình sẽ phát cho mỗi bạn 2 tấm biển này ạ. Mỗi bạn của chúng ta sẽ có một biểu tượng, một him và một hơ. Và phương thức trả lời câu hỏi của bọn mình là khi bọn mình đọc câu hỏi thì đáp án của các bạn là anh ấy hay cô ấy thì các bạn sẽ giơ lên. Và các bạn sau khi mà hai MC ra tín hiệu sau 3 giây trả lời thì các bạn mới giơ đáp án của mình lên. Và xin mời thư ký của cuộc chơi chúng ta sẽ, bạn thư ký sẽ ghi lại kết quả của hai cặp đôi ngày hôm nay. Xin mời bạn Thùy trong ban tổ chức, thư ký của cuộc chơi, các bạn sẽ giúp cho ban tổ chức để thư ký về nội dung này. Các bạn đã nắm được thể lệ của cuộc chơi chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn có hồi hộp không? Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ xin phép đặt câu hỏi cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất, ngày ấy ai là người tỏ tình trước? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. 1, 2, 3. Các bạn giơ tấm biển của mình về phía khán giả để mọi người cùng quan sát. Vâng, thư ký hãy ghi lại kết quả của hai cặp đôi. Các bạn giơ biển xuống nào. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai nhá. Và câu hỏi thứ hai, nóc nhà hiện tại bây giờ là ai ạ? Hơi tế nhị một chút đấy. Cái này tôi khuyên các bạn nam cứ nói thật, không có gì đâu ạ. Không có gì phải ngại, chúng tôi sẽ giữ bí mật cho các bạn. Trời ơi, chưa kịp đến 1, 2, 3, các bạn đã giơ tấm biển lên rồi. Nhất trí cao quá. Vâng, rất cảm ơn câu trả lời của các bạn. Và chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi thứ ba. Ai sẽ là người chăm làm việc nhà hơn? Xin mời các bạn ạ. Dứt khoát lên các bạn. Tôi từ nãy tôi theo dõi thấy bạn Hưng có vẻ lưỡng lự lắm ạ. Toàn phải để hình như là bạn Minh sẽ luôn là người và giơ tấm biển trước các bạn ạ. Trời ơi, không biết có ai trong ban tổ chức mà phím trước câu hỏi cho các bạn hay không, mà từ nãy giờ các bạn trả lời hợp ý nhau quá. Vâng, rất là cảm ơn các bạn. Và câu hỏi tiếp theo, ban tổ chức xin được đọc. Khi giận nhau, thường thì ai sẽ là người chủ động làm lành trước? 1, 2, 3. Chúng ta đã có sự thay đổi về kết quả rồi đã. Ban thư ký đã ghi lại được chưa? Vâng, rất là cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Trong hai bạn, ai là người nấu ăn ngon hơn?
vào nhà. 2, 3. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của các bạn. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này cũng tương đối dễ thôi. Nửa đêm nếu con quấy khóc, thường thì ai sẽ là người phải dậy bế con? Mời các bạn. 1, 2, 3. Giờ dứt khoát này các bạn ơi. Trời ơi, những ông chồng quốc dân của chúng ta đã xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, ai là người giận dai nhất? 1, 2, 3. Xin cảm ơn các bạn. Và một câu hỏi tiếp theo, các bạn có thể trả lời giúp cho ban tổ chức là ai quản lý chi tiêu giỏi hơn? Câu này là ai quản lý chi tiêu giỏi hơn nhá, chứ không phải là ai là người tay hòm chìa khóa đâu. Có thể là các bạn bị ép buộc đấy, nhưng mà bây giờ tôi hỏi là ai là người quản lý giỏi hơn? Vâng, xin mời các bạn ạ. Mời các bạn trả lời. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Ai là người chăm làm việc nhà hơn? 1, 2. Lúc nãy chúng tôi hỏi là ai là người nấu ăn ngon hơn, bây giờ là ai là người chăm làm việc nhà hơn? 1, 2, 3. Các bạn quả là xuất sắc. Vâng, và sẽ một câu hỏi nữa dành cho các bạn. Nếu đem tình yêu hai bạn dành cho nhau ra để so sánh, thì bạn nghĩ bạn yêu đối phương hơn hay đối phương yêu bạn nhiều hơn? Xin mời câu trả lời của các bạn. Câu hỏi này rất là thú vị nha. Vâng, xin được mời câu trả lời của các bạn ạ. Bạn Minh ngập ngừng quá, bạn Minh quay đó mà, ra cho chúng tôi xem đi ạ. Trời ơi, sao bạn lại còn đang lưỡng lự. Xin cảm ơn các bạn, và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng của trò chơi ngày hôm nay. Và ban thư ký của chúng ta đã tập hợp được kết quả của trò chơi chưa ạ? Mời các bạn trong ban thư ký Jin chuyển kết quả lên cho hai MC ạ. Vâng, và trong tay tôi đã có kết quả của phần chơi mini game vừa rồi ạ. Chắc hẳn là ở dưới các bạn cũng đoán được cặp đôi nào là cặp đôi hiểu nhau nhất rồi đúng không ạ? Vâng, tôi xin công bố kết quả của chúng ta hôm nay như sau. Đối với cặp đôi của bạn Tú và bạn Trang, các bạn trả lời cùng với nhau 6 trên 10 câu hỏi. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay cho bạn Trang và bạn Tú của chúng ta. Và còn bạn Minh và cặp đôi của nhà bạn Minh, tuy là có lấy nhau trước gia đình nhà bạn Tú và bạn Trang, nhưng mà cái mức độ hiểu nhau thì chắc chắn sẽ hơn đúng không ạ? Vâng, cặp đôi của bạn Minh giành được 9 trên 10 câu trả lời chính xác. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho cặp đôi của bạn Minh ạ. Vâng, tiếp theo chương trình, xin mời đại diện ban tổ chức, bạn Phạm Kim Thùy và bạn Trương Ngọc Quân lên trao giải cho các cặp đôi tham gia chương trình mini game của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng mời hai bạn. Tổ chức cảm ơn các bạn ạ. Xin mời các bạn về vị trí của mình ạ. Xin cảm ơn các bạn. Và tôi được biết rằng là lẫn trong những gương mặt thân quen của 13 lớp học ở phía dưới thì chúng ta còn có nhiều hơn nữa những tình yêu đẹp ngoài hai đôi bạn của chúng ta vừa lên sân khấu. Và nhân dịp này thì tôi xin phép được một lần gọi tên các bạn. Được sự đồng ý của các bạn, tôi xin mời các bạn đứng lên khi chúng tôi gọi tên đến các cặp đôi để chúng ta được cùng nhau một lần nữa quay lại cái cảm giác ngại ngùng khi tình yêu vừa mới chớm nở cách đây 15 năm. Và sau đây tôi và bạn Tùng sẽ đọc danh sách 30 cặp đôi của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi của chúng ta niên khóa 2005-2008. Và khi chúng tôi đọc đến cặp đôi nào thì mời các bạn cùng nắm tay nhau và di chuyển thật nhanh chóng lên sân khấu với chúng tôi được không ạ? Vâng, xin mời cặp đôi đầu tiên, cặp đôi bạn Minh và bạn Hưng A1. Xin mời các bạn khi đọc tên các bạn nhanh chóng di chuyển về vị trí sân khấu ạ. Tại vì chúng ta có rất nhiều
Và cặp đôi thứ hai tôi xin được mời lên sân khấu, đó là cặp đôi bạn Bình A1 và bạn Linh A2. Tôi xin lỗi ạ, bạn Bình A1 và bạn Linh A1 ạ. Và cặp đôi thứ ba xin mời bạn Vân Anh A1 và bạn Cường A4 ạ. Các bạn đâu rồi ạ? Các bạn nhanh chóng di chuyển lên sân khấu với chúng ta ạ. Cặp đôi tiếp theo xin mời bạn Linh A1 và bạn Sơn A3. Tiếp theo xin mời cặp đôi bạn Dư A2 và bạn Nghĩa A2. Cặp đôi tiếp theo xin mời bạn Linh A2 và bạn Hùng A2. Xin mời bạn Trang A2 và bạn Tú A7. Xin mời lên sân khấu bạn Điệp A2 và bạn Thịnh A9. Xin mời bạn Linh A3 và bạn Kiên A3. Xin mời bạn Hoa A3 và bạn Vũ A4. Xin mời bạn Linh A3 và bạn Kim Anh A4. Mời bạn Hà A4 và bạn Tuấn Anh A4 ạ. Mời bạn Hanh A4 và bạn Hiệu A4 ạ. Tiếp theo xin mời bạn Trang A4 và bạn Sơn A4. Xin mời bạn Hạnh A6 và bạn Phương A6. Xin mời lên sân khấu bạn Tứ A6 và bạn Mai Anh A6. Xin mời bạn Hương A7 và bạn Dung A7. Mời bạn Trang A7 và bạn Nghĩa A9. Mời bạn Trang A7 và bạn Lợi A9. Xin mời lên sân khấu bạn Quyền A8 và bạn Ngọc A11. Xin mời bạn Đào A9 và bạn Toàn A12. Mời bạn Nhân A10 và bạn Mai A10. Mời bạn Nga A10 và bạn Tiến A10. Mời bạn Đức A10 và bạn Trang A10. Xin mời bạn Quỳnh A11 và bạn Tuấn Anh A11. Và ban tổ chức xin thông báo là có những cặp đôi mà có thể các bạn là thiếu bạn nam hoặc là thiếu bạn nữ, thì các bạn cũng di chuyển lên sân khấu để nhận quà từ ban tổ chức ạ. Xin mời bạn Phương A12 và bạn Thu A12. Mời bạn Việt A12 và bạn Dung A12. Xin mời bạn Tú A13 và bạn Thương A13. Và cuối cùng cặp đôi thứ 30 của chúng ta xin mời bạn Ngọc A7 và bạn Minh A7. Mời tất cả các bạn cùng bước lên sân khấu. Xin mời bạn Thảo A10 và bạn Tiến A10. Xin mời cặp đôi của bạn Bình A1 và bạn Linh A1 ạ. Xin mời bạn Như và bạn Đức Anh A5 lên sân khấu ạ. Ban tổ chức xin mời hàng đầu tiên của chúng ta đứng dịch lên phía trên sân khấu một chút ạ, để chúng tôi tiện cho việc trao quà và chứng nhận cho các bạn ạ. Vâng, xin mời bạn Phạm Kim Thùy và bạn Trương Ngọc Quân đại diện ban tổ chức lên sân khấu trao quà và chứng nhận cho cặp đôi được xe duyên từ trường Trung học Phổ thông Ngọc Hồi khóa 2005-2008 ạ. Các bạn có thể giúp mình, chúng ta sẽ đứng thành ba hàng đi để chúng ta có thể chụp ảnh được tất cả những cặp đôi cùng với nhau. Hoặc là để cho tất cả chúng ta cùng lên khung hình đẹp thì có thể tôi xin mời tất cả các bạn nam chúng ta sẽ ngồi thành một hàng ở bục của sân khấu, và tất cả các bạn nữ, những người vợ xinh đẹp của chúng ta sẽ cầm bóng và cầm hoa đứng ở đằng sau.
Vâng, xin mời các cặp đôi các bạn đứng đúng cạnh nhau ạ, để chúng ta sẽ lưu giữ cái khoảnh khắc này ạ. Vâng, tại sân khấu của chúng ta ngày hôm nay là một không gian tình yêu đầy tuyệt vời. Xin mời các bạn ở hàng phía dưới, các bạn hạ bóng bay xuống thấp hơn một chút để lấy cả ảnh của các bạn ở hàng phía sau. Tuyệt vời này ạ. Các bạn ơi, các bạn đã thấy sân khấu của chúng ta đã nóng lên chưa? Đã đủ nhiệt chưa? Vâng, và dù tiết trời ngoài kia có 37 độ đi chăng nữa thì tôi khẳng định rằng nhiệt độ ở sân khấu của chúng ta sẽ còn nóng hơn nữa, phải không các bạn? Và để tiếp tục cho chương trình của chúng ta thì tôi mời tất cả các bạn đến với trò chơi thứ hai mà tôi khẳng định rằng nó sẽ ngập tràn ký ức với lứa học sinh 9X đời đầu của chúng ta. Và Tùng ơi, Tùng có thể giúp mình công bố, giúp mình nói qua cái thể lệ của trò chơi của chúng ta được không ạ? Vâng, và trước khi công bố thể lệ thì mời các bạn cùng tôi lên chiếc xe buýt số 8 thân thương để cùng nhau tới trường. 5 giờ chiều lại là chiếc xe đó đón chúng ta đến với các lò luyện như Bách Khoa, Ngân Hàng ngày ấy. Giữa trời nóng 37 độ, chiếc xe buýt quả là cứu tinh của bao kẻ vội vàng chính chúng ta. Và với tôi thì đó là những chiếc headphone dây rất là dài gắn vào hai bên tai rồi gật gù, có khi còn ngủ gật đấy ạ. Và hay là chia đôi bàn với cả cái cô bạn mà ngồi kế bên mình ạ. Và các bạn có còn nhớ những clip nhạc ngày xưa ấy không ạ? Vâng, và giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu phần mini game cực dễ với tên gọi Playlist Thanh Xuân. Và thể lệ của chúng ta thì cực kỳ đơn giản. Một đoạn nhạc bất kỳ sẽ được vang lên và ngắt một cách đột ngột. Bạn nào có thể hoàn thành được câu hát tiếp theo và nói đúng tên của bài hát thì sẽ trở thành người chiến thắng. Và món quà của chúng ta sẽ rất đúng tinh thần là vừa được ăn này, vừa được dùng làm đạo cụ check in này, và lại còn vừa được gói mang về nữa chứ. Các bạn đã sẵn sàng để cho trò chơi của chúng ta được bắt đầu ngay bây giờ chưa ạ? Vâng, và ban tổ chức sẽ chuẩn bị giúp chúng tôi những câu hỏi đầu tiên. Mời ban tổ chức. Và mời một phần âm thanh. Chúng ta hãy chuẩn bị phát clip nhạc đầu tiên. Mời các bạn hướng lên sân khấu. Trên đường tu em từ ta đi về đâu, nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau giờ này ta thế nào. Vâng, cảm ơn bộ phận âm thanh, và tôi xin phép được xuống ở dưới sân khấu để sẽ tìm xem bạn nào có thể trả lời chính xác. Bạn nào giơ tay ạ? Nhung ơi, chắc chắn cái câu hỏi này tôi sẽ không dành cho cặp Minh Hưng đâu. Vì vừa nãy là Minh đã nói với tôi là trước mà Hưng tấn công Minh ấy thì thường sẽ hát bài này cho Minh. Thế riêng với phần này là câu hỏi này bạn Minh và Hưng sẽ không. Vâng, tôi mời bạn ạ. À, trước khi bạn trả lời xin phép là được bạn giới thiệu qua về bản thân của mình. Em xin chào các thầy cô ạ, em xin chào các bạn ạ. Em tên là Phạm Hồng Điệp, học sinh
lớp A2 ạ. Sau đây em xin được hát tiếp cái tờ bài hát ạ. Mời bạn hát tiếp 2 câu nha, quy định chúng ta là 2 câu và nói được tên bài hát. Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Nếu ngày ấy vào một phút giây khác, có chăng mình trông thấy nhau. Tên ca khúc là gì hả bạn? Bài hát là Bức Thư Tình Thứ Hai của Hồ Quỳnh Hương ạ. Tôi xin hỏi các bạn có đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp. Vâng ạ, một câu trả lời rất chính xác và một phần quà của ban tổ chức dành cho bạn Hồng Điệp lớp 32. Xin mời ban tổ chức ạ. Bạn Điệp của chúng ta, bạn cứ ngồi im tại vị trí để khi nào kết thúc playlist của chúng ta thì sẽ mời tất cả các bạn giành chiến thắng lên sân khấu để chúng ta trao quà một lượt ạ. Và xin mời bộ phận âm thanh chuẩn bị cho playlist nhạc thứ hai của chúng ta. Các bạn chú ý lắng nghe nhá. Trời đầy sao, còn anh thì ngồi dưới sự cô đơn lạnh lẽo. Em có biết rằng từ khi em ra đi, cô gần đã cướp đi, cũng như tình yêu của anh đã mất em rồi. Giờ này em đang rất vui, em đang vui một người khác. Chỉ còn lại đây một mình anh và chiếc cầu vồng đã khuyết. Vâng, xin mời bạn nào có thể hát tiếp 2 câu tiếp theo và trả lời chính xác tên bài hát này của cho chúng tôi không ạ? Xin mời các bạn. Dạ, bạn nào A10 ạ? À, vâng. Xin mời bạn ạ. Xin chào tất cả các bạn. Bài hát này gắn liền với ký ức của chúng ta rất là nhiều. Mặc dù là cũng bận việc học nhưng mà liên quan đến vấn đề tình yêu thì mọi người cũng rất là quan tâm. Đến thời điểm bây giờ thì chúng ta đều có gia đình, đều đã lớn. Những cái điệu này vang lên thì cũng rất là mang lại ký ức cho nhiều người. Mình xin trả lời câu hỏi. Bài hát này là bài hát Cầu Vồng Khuyết của Tuấn Hưng ạ. Anh đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình. Ai đã qua một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ai đã yêu một lần, đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần, đều trải qua cay đắng của tình yêu. Vâng, rất chính xác. Chúc mừng bạn vì câu trả lời hoàn toàn chính xác của mình. Và xin mời bộ phận âm thanh chúng ta hãy chuẩn bị phát ca khúc thứ 3. Xin mời bộ phận âm thanh. Mình lên để xung phong trả lời đáp án của bài hát thứ 3 này được không ạ? Em xin chào các thầy cô, chào các bạn. Em tên là Hương, học ở lớp A8 ạ. Em xin được hát tiếp theo câu hát này. Áo trắng em bây giờ tan chưa, đạp xe nơi sân trường, tóc em buông dài, làn mây bay đã yêu tóc em. Vâng, rất là cảm ơn bạn, một câu trả lời rất là chính xác. Xin mời bạn về vị trí ạ. Trường,
Vâng, chứng tỏ tôi chiêm nghiệm ra một điều rằng là ngày ấy dù chúng ta vẫn rất là giỏi giang trong việc học, nhưng mà ngoài ra các bạn lại hát rất hay và thuộc rất nhiều bài hát đấy ạ. Chính vì vậy bây giờ xin mời bộ phận âm thanh cho chúng ta bài hát thứ tư khó hơn một chút được không ạ? Mời bộ phận âm thanh. Từ nãy là ở khu vực phía này giơ tay là xung phong là rất là nhiều. Thì riêng câu hỏi này tôi sẽ dành riêng cho các bạn ở lớp này. Các bạn ơi, các bạn là ở lớp nào ạ? À vâng, mời các bạn lớp 311 ạ. Vâng, mời bạn. Các bạn mạnh dạn lên ạ. Bạn nữ. Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Vân Hoa lớp A11. Mình xin trả lời bài hát vừa rồi là bài Ngôi Nhà Hoa Hồng. Các bạn có thể hát hai câu hát một câu. Hai câu bạn ạ. Em mơ ngày xưa đôi ta vẫn đang ngồi trên vườn hoa thơm ngát. Đúng rồi. Một tràng pháo tay dành cho bạn ạ. Âm nhạc của chúng ta có thể bật lên. Em mơ ngày xưa đôi ta vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng mềm tóc em thật êm. Vâng, và đó là ca khúc thứ tư của chúng ta. Bạn đã có một đáp án hoàn toàn chính xác. Và tôi cảm giác bốn ca khúc từ nãy giờ vẫn chưa làm khó được các bạn. Và xin bộ phận âm thanh chúng ta có thể cho một ca khúc thật khó được không ạ? Mời bộ phận âm thanh. Và ca khúc thứ 5 này, bạn nào có thể ra tay để hát tiếp những câu hát tiếp theo và nói tên của ca khúc này được không ạ? Bạn nào xung phong ạ? Tôi muốn nhìn thấy cánh tay của các bạn ạ. Vâng, với bài hát này thì tôi xin phép là tôi sẽ dành câu trả lời cho các bạn ở lớp A5. Tôi thấy từ nãy tôi đứng ở phía sau các bạn A5 và thấy các bạn hát theo cái bài này rất là hay đấy ạ. Vâng, tôi xin mời Văn Ly ạ. Mình xin trả lời bài này là bài Khóc của Đông Nhi ạ. Mời bạn hát hai câu hát tiếp theo. Tình tan vỡ, một mình bước trong đêm, tìm lại những giấc mơ ngày xưa của ngày xưa ấm êm. Nào ngờ cơn gió đã mang sương đêm vây kín che lấp ánh sáng về trên trời, nước mắt tràn mờ mịt. Lần đầu giấc nghe trái tim khóc trong lặng cầm, mà vì sao tình em giờ đây vẫn mãi chờ. Vâng, và tôi đứng trên này quan sát thì tôi thấy bạn đã hát
trả lời đúng tên của bài hát là ca khúc Khóc. Nhưng mà khi hát thì bạn hát nhầm một chút nha. Chúng tôi ngắt là ở đoạn là câu thứ hai, nhưng bạn đang hát được câu thứ nhất. Nhưng mà theo ý kiến của ban tổ chức thì chúng tôi sẽ vẫn ghi nhận đáp án của bạn là một đáp án chính xác. Xin trân trọng cảm ơn bạn. Và sau đây xin mời tất cả các bạn, 5 bạn vừa rồi có đáp án đúng với những ca khúc của chúng ta, mời các bạn di chuyển lên sân khấu để nhận những món quà cực kỳ thú vị từ ban tổ chức. Xin mời các bạn ạ. Cho phần thi mini game này thì em xin phép được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hiện lên trao giải cho các bạn thắng cuộc ạ. Em xin trân trọng kính mời thầy ạ. Đúng rồi, bảo đứng thật cao, đứng thật cao, đứng thật cao, đứng thật cao, đứng thật cao. Vâng, chúng tôi quan sát thấy là những món quà rất là to ạ. Không biết ở trong này có cái gì, tôi tò mò quá bạn Tùng ạ. Và em xin mời thầy nán lại sân khấu đôi phút để chụp ảnh với các bạn của chúng ta. Các bạn có thể nổ một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho 5 người chơi thắng cuộc của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn đã tham gia trò chơi của chúng em ngày hôm nay. Và kính thưa các thầy, các cô, kính thưa toàn thể các bạn học sinh, thì vừa rồi chúng ta đã trải qua những trò chơi vô cùng thú vị và sôi động. Và để bầu không khí của chúng ta lắng đọng lại một chút, thì xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, chúng ta cùng hướng lên màn hình LED để theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Chúng em trở về trường trung học phổ thông Ngọc Hồi vào một ngày hè tháng 5 oi ả. Dưới tán cây xà cừ cổ thụ, cái nóng dường như được làm dịu đi với những niềm vui, câu chuyện tuổi học trò. Mười lăm năm đã qua, mỗi khoảng sân trường, hàng cây, lớp học ấy không có nhiều thay đổi. Hòa vào cùng những hoạt động của các em học sinh hôm nay, chúng em như được trở lại thanh xuân hồn nhiên năm nào. Giữa dòng hoài niệm đó, chúng em gặp lại cô nơi sân trường vui vẻ. Chúng em lại được nghe cô giảng, xem cô hướng dẫn học trò như cô đã từng dìu dắt chúng em những năm tháng đó. Với khóa học sinh của năm 2005 và 2008 thì đây là khóa học sinh mà cô chủ nhiệm lần thứ tư. Và với khóa học sinh này thì có rất là nhiều những cái ấn tượng với các em. Ví dụ như cô được dạy lớp 12A2, 12A3 và sau đó thì làm công tác chủ nhiệm của lớp 12A3. Thì với tập thể 12A3 thì khi mà mới nhận vào lớp 10 thì cô đã thấy đây là một tập thể rất là sôi nổi. Các em rất là đoàn kết, đặc biệt là có đội ngũ cán bộ lớp rất là nhiệt tình, rất là năng động. Các em luôn luôn chủ động trong công việc, đoàn kết và sống rất là chan hòa, rất là tình cảm. Luôn luôn là hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống. Thầy Nguyễn Xuân Cảnh, người đã in sâu vào trong tâm trí học trò chúng em theo một cách hoàn toàn rất khó có thể giải nghĩa. Gặp lại thầy, chúng em không giấu nổi sự xúc động. Thầy vẫn vậy, vẫn vóc dáng nhanh nhẹn, mạnh mẽ đó, vẫn nụ cười tươi, giọng nói hào sảng. Chỉ có điều, mái tóc giờ đã nhuốm màu thời gian. Thực tế đối với các thầy cô khi mà làm nền nếp, thì cái việc bắt học sinh vi phạm, thì việc đấy nó là công việc hàng ngày. Thế thì với cái việc của các thầy cô, không phải là giận hay ghét, hay là bức xúc hay làm gì cả, mà để đưa các em vào một cái khuôn. Đấy. Thì cái việc cái khuôn đấy là cái khuôn mà các thầy cô muốn định hình cho các em về cái sau khi trưởng thành ra ngoài đời. Ra ngoài đời thì mới thấy rằng là
tại sao ngày xưa thầy cô mình rèn nó vào khuôn khổ. Bởi vì ở cơ quan nào, ở môi trường nào nó có nội quy riêng. Có lẽ được gặp gỡ, nói chuyện cùng các thầy, các cô là điều mà hầu hết chúng em mong mỏi sau gần ấy năm xa cách. Những cuộc gặp gỡ như thế này không còn chỉ là câu chuyện để ôn lại những kỷ niệm giữa cô và trò. Đó là sự kết nối đến kỳ lạ. Dù chúng em có thay đổi thế nào đi chăng nữa, cô vẫn dang rộng vòng tay chào đón chúng em như thủa đầu. Rất nhiều những lớp học sinh các cô đã dạy qua và các cô tự ví mình như là những cái người lái đò chở những cái chuyến đò qua sông, và nhiều khi cũng có những cái băn khoăn không biết là người qua sông còn nhớ tới người lái đò không. Cô cũng theo dõi trên trang của nhà trường, các em đi xa nhưng em rất là nhớ tới nhà trường, vẫn rất là yêu quý nhà trường. Đấy là cái niềm của rất là tự hào của các thầy cô cũng như là của các em. Cho dù mái trường của chúng ta còn rất là đơn sơ, cô mong rồi cô chúc cho các em thành công trong cuộc sống ở rất nhiều khía cạnh khác nhau, không phải chỉ trong sự nghiệp mà trong cuộc đời riêng này, trong cái sự đóng góp chung cho xã hội. Cái tên Ngọc Hồi với hàm ý Ngọc về chốn cũ thật ý nghĩa. Mái trường ấy ngày hôm nay đã trải qua biết bao nhiêu chặng đường. Mỗi khóa học trò qua đi đều lưu giữ lại những kỷ niệm khó phai. Từng khoảng sân trường, hàng cây, lớp học rồi tới đây cũng sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tinh thần và vẻ đẹp của viên ngọc này sẽ mãi vẹn nguyên giá trị với mọi thế hệ học sinh chúng em. Tất cả các thầy cô thì rất vui, hạnh phúc và tự hào khi được đón các em quay trở về mái trường trung học phổ thông Ngọc Hồi. Đối với các thầy cô thì hạnh phúc của nghề người thầy không phải là những gì lớn lao, mà nó chỉ là những cái điều rất là giản đơn trong cuộc sống với học trò, hay là được làm những cái công việc mình yêu thích. Và cái điều hạnh phúc nhất đối với các thầy cô đó chính là khi các em trưởng thành, các em quay trở về với ngôi trường trung học phổ thông Ngọc Hồi và để tri ân các thầy các cô. Đấy chính là tình cảm, đấy chính là động lực và đấy chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà các thầy cô nhận được. Quý thầy cô và các bạn có nghe thấy một giai điệu vô cùng đặc biệt vang lên ở cuối clip không ạ? Trường của em mang tên bao chiến công, Ngọc Hồi quê hương em rạng rỡ non sông, mảnh đất cha ông vang mãi đến hôm nay, tự hào biết bao truyền thống anh hùng. Vâng, đó cũng chính là giai điệu của ca khúc Mãi một tình yêu mới với Ngọc Hồi mà mới đây thôi em có cơ hội được nghe khi đi phỏng vấn một nhân vật vô cùng đặc biệt. Và các bạn có biết nhân vật đặc biệt đó là ai không ạ? Vâng, em xin được trân trọng kính mời cô giáo Phạm Thị Trọng, giáo viên giảng dạy bộ môn văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp A5, cũng là người ngân nga những giai điệu đầu tiên và sáng tác lời thơ cho ca khúc Mãi một tình yêu với Ngọc Hồi. Em xin trân trọng kính mời cô lên sân khấu ạ.
gặp lại cô ngày hôm nay và đứng cạnh cô trên sân khấu ngày này ạ. Và trong quá trình đi phỏng vấn cô thì em đã vô cùng xúc động khi được nghe cô chia sẻ về cảm xúc cũng như bối cảnh mà cô sáng tác nên ca khúc Mãi Một Tình Yêu với Ngọc Hồi ạ. Và tại sân khấu ngày hôm nay, em rất mong muốn cô một lần nữa chia sẻ lại cho tất cả các bạn học sinh ngồi đây được nghe, lắng nghe về cảm xúc của cô khi sáng tác nên ca khúc Mãi Một Tình Yêu với Ngọc Hồi ạ. Em kính mời cô ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh khóa 2005-2008 yêu quý, bài hát của tôi ra đời trong một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Năm đó, năm 2006, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường. Và tôi cũng là một trong những thành viên của ban tổ chức. Và sau đó thì nhà trường có chuẩn bị rất là nhiều những công việc để chuẩn bị cho cái ngày hội trường rất là đông vui. Và nhà trường cũng có ý định là tìm một cái bài hát để làm cái bài hát truyền thống của nhà trường. Thế và tôi cũng được biết là nhà trường cũng đã đặt hàng ở rất nhiều nơi nhưng mà chưa có được cái kết quả trở về. Thế thì khi đó với tôi thì mái trường Trung học Phổ thông Ngọc Hồi có rất nhiều kỷ niệm. Vâng, em đã nhìn thấy một nước mắt vô cùng cảm động của cô ạ. Có rất nhiều kỷ niệm buồn vui gắn bó với gia đình tôi. Bởi vì trước đây người chồng của tôi cũng là giáo viên của nhà trường và thầy đã ra đi. Mái trường Ngọc Hồi, các thầy cô của nhà trường là những người thân yêu của tôi, đã quan tâm tới gia đình, tới mẹ con tôi. Và chính vì thế mà chuẩn bị cho cái ngày hội trường thì bỗng dưng cái đêm đó trước ngày hội trường 12 giờ đêm, bỗng dưng cảm xúc trong tôi trào dâng. Tôi trở dậy và viết một mạch bài thơ. Viết bài thơ xong thì bỗng dưng trong tôi nảy lên một cái giai điệu mà tôi cũng chỉ hát được có vài câu thôi. Đấy. Trường của em mang tên bao chiến công, Ngọc Hồi quê hương em rạng rỡ non sông. Đến đấy là hết ạ. Tôi không biết tiếp được. Thế nhưng mà tôi mang ra và tôi nhờ các thầy cô giáo ở trường, thầy Hiện và đặc biệt là thầy Luyên, thì tôi có nói với các thầy là chị sáng tác được cái bài thơ này, chị nghĩ được cái giai điệu này nhưng mà chỉ đến đây thôi thì hết mất rồi, để các em xem như thế nào. Thế và sau đó thì thầy Luyên, 3 ngày sau, tôi đưa cho thầy Luyên 3 ngày sau, thầy Luyên, thầy Trần Bình Luyên ấy, thầy về chuẩn bị và đến hôm ấy, đến văn phòng, thầy nói với tôi là chị vào đây hát với em bài này. Thế thì hai chị em, thầy đàn và tôi hát bài này. Thế thì tôi mới bảo ừ được nhỉ, hay đấy. Thế chúng tôi mới lên báo cáo với thầy hiệu trưởng. Thế thầy hiệu trưởng xuống nghe và thầy hiệu trưởng ừ, được đấy, được đấy. Thế và sau đó thì có nhờ đoàn văn công của Bộ Tư lệnh Đặc Công là đơn vị kết nghĩa với trường ta và tập ở dưới nhà thể chất. Thế thì khi đó đấy, cái giờ tập ấy thì tôi đang giảng rất nhiều buổi chiều tập, nhưng mà một buổi sáng chứ đang tập thì tôi đang dạy ở lớp 12A1. Thế và tôi đang giảng thì tự dưng tôi nghe các em nó hát, tôi xúc động quá, tôi không nói được điều gì và tôi cứ đứng im. Thế học sinh A1 khóa trước đấy ạ, thì có nhắc tôi là ơ cô ơi, cô làm sao đây? Thế tôi mới nói là cô đang nghe bài hát mà cô viết đấy. Thế xong các em ấy cũng lặng im nghe. Sau đó thì các em ấy vỗ tay và tôi rất là xúc động. Thế rồi từ đó thì nhà trường rất là vinh dự cho tôi là nhà trường đã chọn cái bài hát của tôi để mở đầu cho cái buổi lễ kỷ niệm 40 năm và sau này được gọi là bài hát truyền thống của nhà trường. Rất cảm ơn các thầy cô, các em học sinh khi đó đã động viên cho tôi và có thể nói là cái sự gắn bó của tôi với nhà trường đã làm nên cái cảm xúc cho bài hát.
Rồi trong ngày vui hôm nay, tôi không biết nói gì hơn là xin chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe để chúng ta có dịp trở về trường gặp các em học sinh, nhớ ôn lại những kỷ niệm của một thời sôi nổi. Và xin chúc cho hội khóa của các em học sinh khóa 2005-2008, trong đó tôi có làm chủ nhiệm, luôn luôn có một cái sức khỏe dồi dào và đặc biệt là thành công hơn nữa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chúc cho buổi gặp mặt ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và thưa cô, trước khi tổ chức buổi hội khóa 15 năm trở về miền ký ức ngày hôm nay, thì ban tổ chức chúng em có lập một trang confession. Đó là một trang để các bạn có thể chia sẻ những dòng tâm sự của mình nhưng bằng phương thức là ẩn danh. Và các bạn trong nhóm đã có trả lời một số câu hỏi mà được ban tổ chức thiết lập sẵn. Và dạo một vòng trong trang confession đó của học sinh khóa 2005-2008 thì em có bắt gặp một số dòng tâm sự về cô. Trong câu hỏi bạn muốn gặp lại ai nhất trong hội khóa 15 năm ra trường, thì có những bạn đã trả lời rằng là muốn gặp lại cô Trọng nhất. Và có một bạn nữa, khi mà tại câu hỏi của chúng em là bạn cảm thấy nuối tiếc về điều gì nhất cách đây 15 năm, thì có một bạn đã trả lời rằng như thế này. Em xin phép được đọc câu nói của bạn, là bạn đã ghi là: cô Trọng ơi, em xin lỗi vì là một học sinh được cô kỳ vọng rất nhiều về bộ môn văn, nhưng khi đi thi đại học em lại chỉ được có 5 điểm môn văn. Em rất xin lỗi cô. Và nghe những cái dòng tâm sự như vậy thì cô có thể chia sẻ cho em được cảm xúc của cô khi nghe những dòng tâm sự của những đứa học sinh mà mình đã dìu dắt cách đây 15 năm, và sau 15 năm đó các bạn vẫn còn nhớ về cô và viết những dòng trạng thái chia sẻ về cô như vậy được không ạ? Những dòng cảm xúc ấy càng làm cho cô rất là cảm động. Cảm động ở chỗ là trong đời dạy học của cô hơn gần 35 năm thì có rất nhiều lớp học sinh, và có những cái kỷ niệm, có những câu nói của giáo viên, của cô mình không thể nhớ hết được, nhưng mà học sinh chắc chắn một điều là có những cái chẳng hạn như cái em nói rằng em xin lỗi cô, em đã không đạt được những kỳ vọng của cô, thì có lẽ là trong cái thời gian giảng dạy ấy, thì cô rất là tin tưởng ở em đó, và có thể nói là trong giờ học có lẽ là cô nhìn vào em để mà giảng bài, làm cho bài giảng trở nên sinh động hơn. Thế nhưng học tài thi phận, cho nên là em có thể chưa đạt được hoặc có một cái lý do khách quan nào đó, nhưng mà cô tin rằng với môn văn của cô từ những năm học trong nhà trường thì cái điểm thi ấy chỉ là một biểu hiện thôi, chứ cũng còn cái bản chất, cái tình yêu, cái lòng ham mê đối với môn văn thì vẫn không mất ở em, và em sẽ vận dụng được ở trong những cái trong cuộc sống. Thế còn đối với em nói rằng em rất muốn gặp lại cô và em ân hận vì những cái điều này khác, thì cô tin rằng là trong số học sinh của khóa này, cô biết ở lớp chủ nhiệm của cô, ở lớp A3 của cô Thoa, có những em mà cô khi dạy là cô cũng rất là nghiêm khắc, khắt khe. Có thể là các em còn rất là, nói cái từ này thì hơi quá, rất là ghét cô lúc đó. Nhưng mà khi các em đã hiểu ra thì các em đã có những cái dòng tâm sự như thế. Và cô cũng xin nói thêm một chi tiết là trước đây học sinh của cô đồng thời cũng là con của một đồng nghiệp, nhưng rất là nghịch, ở cái trường cũ của cô ở dưới Hưng Yên cơ, rất nghịch. Và cô đã mạnh dạn, trước khi cô giơ tay tát em đó, cô nói như thế này: nhân danh bố anh, tôi cảnh cáo anh, tôi tát một cái. Cô tát một cái. Và sau này khi anh đi học ở trường sĩ quan quân đội thì anh ấy có viết thư về cho tôi, và anh nói rằng: cô ơi, cái tát lên người của cô em đã hiểu rõ. Thì đấy là những cái kỷ niệm rất là xúc động, rất là tự hào của những người giáo viên chúng tôi. Rất cảm ơn
ekip của buổi gặp mặt hôm nay đã cho cô được tâm sự, đã cho cô có một cái niềm vinh dự được nhắc lại cái bài hát truyền thống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và em xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng xúc động của cô. Và để thay mặt cho hội khóa ngày hôm nay, em xin gửi lời kính chúc tới cô một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Em xin chân thành cảm ơn cô ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, lại quay trở về với trang Confession của hội khóa 2005-2008. Em lại nhớ đến những câu trả lời vô cùng xúc động và ý nghĩa. Và sau đây em xin được nhắc lại một số câu trả lời của các bạn trên trang Confession đó như này ạ. Để trả lời cho câu hỏi người bạn gặp nhất là ai, có những bạn đã trả lời như thế này ạ. Mình muốn gặp nhất đó là cô Hoàng dạy lý. Không biết bây giờ cô có còn tết tóc hay không? Vâng, bạn đã trả lời rất là thú vị ạ. Và có những bạn thì muốn gặp lại thầy Hiếu, thầy Xuân, cô Hương. Và đặc biệt hơn cả là có một dòng chia sẻ của một bạn. Bạn đó muốn ban tổ chức nói lên và nhắn gửi trong hội khóa hôm nay là bạn đó muốn gặp lại bạn Minh A8. Và mình cũng không biết là bạn mà muốn gặp lại Minh A8 là bạn nào. Nhưng mà bạn Minh A8 có ở đây được không ạ? Bạn hãy đứng lên để cho crush của mình một thời có thể nhìn thấy lại cái gương mặt của bạn. Vâng, bạn Minh A8 của chúng ta. Và có những dòng chia sẻ cảm xúc hơn nữa, trả lời cho một câu hỏi, bạn nuối tiếc điều gì ngày ấy? Có những bạn trả lời rằng mình nuối tiếc vì ngày ấy đã quá tự ti. Và có một bạn lại nói rằng mình muốn nói lời xin lỗi đầu tiên dành cho tuổi thanh xuân của mình. Xin lỗi vì đã không đủ can đảm để theo đuổi ước mơ tới cùng. Để rồi bây giờ, sau bao nhiêu năm, khi nhìn lại, mình vẫn còn cảm thấy hối tiếc. Vâng, đó là những dòng tâm sự, những chiêm nghiệm của tất cả các bạn sau một quãng thời gian dài trưởng thành. Và chúng em nghĩ rằng các bạn đã viết ra những điều này, chứng tỏ các bạn đã dũng cảm đối thoại với chính quá khứ của mình, nhận ra chính mình trong những năm tháng đó ra sao và bây giờ các bạn thế nào. Kính thưa thầy cô và các bạn, những dòng chia sẻ này chúng em xin được phép lưu lại tại đây để có thể sau 20 năm, 30 năm nữa hoặc thậm chí lâu hơn nữa chúng em có thể nhìn lại để thấy được mình đã thay đổi như thế nào. Rất có thể lúc đó chúng em sẽ có những cảm xúc khác đi và cũng có thể thêm những chia sẻ thầm kín hơn nữa. Và cho dù thế nào đi chăng nữa thì việc dám nhìn nhận lại quá khứ nó sẽ vun đắp cho chúng em một tâm hồn đẹp ở hiện tại cũng như trong tương lai. Xin cảm ơn tất cả những dòng chia sẻ của các bạn và xin tất cả hội trường chúng ta, các thầy cô giáo cùng các bạn hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn cho một trang Confession đầy ý nghĩa của chúng ta. Vâng, và để làm mới thêm cho bầu không khí thì chúng ta hãy tiếp tục đến với những tiết mục văn nghệ sau đây. Ca khúc đầu tiên là ca khúc Ngày ấy bạn và tôi do đơn ca Hoàng Long trình bày. Ca khúc tiếp theo đó là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa do song ca Kim Anh và Hoàng Long. Và tiếp theo đó chính là tiết mục nhảy sôi động tuổi 18-20 đến từ nhóm nhảy Thiên Thần. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón những tiết mục văn nghệ. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào trân trọng đến quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Long, học sinh lớp 12A3, niên khóa 2011-2014, do được thầy Hoàng Đình Hiếu chủ nhiệm và dìu dắt suốt 3 năm ạ. Ngày hôm nay em rất là vui khi được các anh chị mời quay về trường cùng tham dự giao lưu trong buổi hội khóa. Thì ngay giờ phút này đây, cảm xúc cho em thật là khó tả, thì em cũng không biết nói gì hơn. Cho em xin gửi lời chúc tới quý thầy cô cùng toàn thể các anh các chị có thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp ạ. Thank you.
xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy buồn. Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỷ niệm, chê những về những ngày xưa đã xa. Và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức, ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Và bản thân khi xưa bên nhau, còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Về nơi trái tim, và còn lại trong ta những tháng năm dài, nhớ về những thơ ấu kỷ niệm đã xa từ lâu. Rất còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn em trong trang vở lưu bút ấy. Thế gian có đổi thay, tháng năm có phải ta sẽ mãi nhớ đến nhau. Rằng lòng tôi vẫn nhớ chúng tôi không còn trở lại nơi chốn ấy. Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức, ngày xưa đó mãi mãi bay xa xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Ba bản thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ ấy. Đâu đâu biết đâu rồi, ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp. Xin giờ tìm nơi đâu còn lại. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, bờ cánh hoa khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta. Giờ đây còn lại mình ta. Cùng đến với nhóm nhảy Thiên Thần. Xin một tràng pháo tay cho nhóm nhảy Thiên Thần. Những bông hồng mong đó, từng ngày đi qua, mình đôi hàng tay, nhìn về phía.
Vâng, rất là cảm ơn những tiết mục văn nghệ của các bạn, đặc biệt là một tiết mục nhảy rất là sôi động đến từ nhóm nhảy Thiên Thần. Và một tràng pháo tay thật lớn dành cho các bạn được không ạ? Vâng, kính thưa các thầy cô giáo và các bạn, với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp của trường Trung học Phổ thông Hồng Hồi, nơi chúng em đã được học tập và trưởng thành, được sự nhất trí của các bạn thi học sinh của 2005-2008 và được sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường, chúng em xin được đóng góp vào quỹ khuyến học của nhà trường số tiền 10 triệu đồng để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời cô Bùi Thị Thanh Tâm, đại diện nhà trường, lên nhận món quà của cựu học sinh khóa 2005-2008. Xin mời bạn Trử Thanh Nga, trưởng ban tổ chức, đại diện toàn thể cựu học sinh lên tặng quà nhà trường. Gọi đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà đem lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi. Thầy cô luôn là những người chiều đò miệt mài và cần mẫn, gieo đi tri thức và tình yêu thương tới không biết bao nhiêu thế hệ học trò chúng em. Nhân dịp hội ngộ của hội khóa 2005-2008, kỷ niệm 15 năm ngày ra trường hôm nay, chúng em vô cùng mong đợi được gặp lại và được ngắm nhìn những gương mặt của thầy cô năm xưa đã dạy dỗ chúng em nên người và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo. Vâng, và giây phút quan trọng đó đã đến. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời lên sân khấu các thầy cô giáo đón nhận tình cảm, món quà tri ân của lớp học sinh khóa 2005-2008 gửi tặng các thầy cô sau 15 năm ngày gặp lại. Và em xin được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Trần Anh Tuấn, thầy Nguyễn Văn Hiện, cô Nguyễn Ngọc Trâm và thầy Hoàng Đình Xuân. Em xin được trân trọng kính mời cô Bùi Thị Thanh Tâm, cô Trần Thị Thu Hương, thầy Nguyễn Xuân Cảnh. Em xin trân trọng kính mời cô Đặng Thị Quyết, cô Phí Thị Kim Thoa. Em xin trân trọng kính mời cô Lã Thị Mai, cô Nguyễn Thị Thường, cô Phạm Thị Trọng, cô Nguyễn Thị Minh Hoàng. Xin trân trọng kính mời thầy Hoàng Đình Hiếu, thầy Ngô Thọ Cường, thầy Nguyễn Văn Đồng, cô Bùi Thị Kim Xuyến lên sân khấu với chúng em ạ. Xin trân trọng kính mời cô Trần Thị Thu Hiền, cô Lê Minh Hương, cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, cô Lục Thị Mỹ Dung, cô Đàm Thị Hoàng và cô Tống Kim Hoa. Xin trân trọng kính mời các thầy cô lên sân khấu ạ. Bạn Trử Thanh Nga, bạn Phạm Kim Thùy và bạn Trương Ngọc Quân đại diện cho ban tổ chức lên sân khấu gửi tặng quà tri ân đến thầy cô. Xin kính mời các bạn. Thank you.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã cùng nhau lưu giữ lại những tấm ảnh vô cùng đẹp đẽ ngày hôm nay. Và để thống nhất nội dung chương trình, xin trân trọng kính mời thầy cô và các bạn trong 30 phút tiếp theo đây chính là thời gian để ban tổ chức chuẩn bị những bàn tiệc thịnh soạn dưới kia. Và xin trân trọng kính mời các thầy cô về phòng hội đồng nghỉ ngơi. Còn tất cả các bạn học sinh của chúng ta sẽ có 30 phút để cùng nhau quay lại lớp của mình, cùng nhau chụp lại những bức ảnh tuyệt vời nhất. Và khi có tín hiệu thông báo từ ban tổ chức thì mời các bạn và kính mời thầy cô giáo cùng cả các bạn chúng ta quay lại khu vực chính để chuyển sang phần tiệc. Mình xin phép mời các bạn nâng ly ạ. Chào mừng một buổi hội khóa rất là thành công của chúng ta. Thời tiết rất là chiều lòng người luôn ạ. Tháng 5 nhưng mà không hề nóng đúng không ạ? Hay là quá nóng hả các bạn ơi? 2, 3, ngọc hồi! 1, 2, 3, rồi! Không, tôi thấy bà rô nhá, rô lần này đi xôm nhá. 1, 2, 3, rô! Dạ, xin mời tất cả các bạn ạ. Mời em đi. Vâng, và đây là thời gian mà chúng ta có thể thưởng thức những món ăn rất là tuyệt vời trên mâm cỗ của chúng ta. Và cũng chính là thời gian các bạn có thể đăng ký những tiết mục văn nghệ cho mình và lên sân khấu để trình diễn ạ. Và để mở đầu cho chương trình giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Mời đừng có bóng thông ra văn nghệ. Em ơi đừng nói, em ơi đừng lăn tóc dài bụng tất. Sâu trong bỏ mắt có tiếng chữ với chị mình. Em đâu ơi xa nhưng không tìm mai cho trái tim đâu. Em cũng chẳng vui hương ai. Sau bao niềm đau mang tặng con tim mau dừng lại. Lưu nhân lại lâu vai, lúc trong em một lâu đài của những cơn đau bắt chung thân. Vì sao vì em lại không, có đang được buồn đâu. Tình yêu cơ tâm, tham ước chẳng vượt qua tận mau. Mình cầm cái tay của các bạn.
ta cùng bước dưới ánh nắng chan hòa xen lá có tiếng rộn ràng cùng ước say. Ở dưới này là mọi người đang tập trung ăn. Mình xin cái tay mọi người đối. Bay trở dài một mái tóc mềm mại em ái. Thật sự người trên khuôn mặt tuyệt xinh là một cánh tay của bạn đâu ạ? Cái mặt đồng tinh huyền ảo như cao kỳ. Sớm thức giấc thấy xa bồi hồi. Ôi tim ta đã yêu thật rồi. Có nỗi nhớ dâng lên cồn cao. Yêu lại như thế sao? Khẽ nhắm mắt lãng du bay vòng. Mang tim ta đến nơi đèn hồng. Hỡi những chiếc cột kia đồng đàn. Xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không buồn dù khi đời anh có em. Ta sống trong tiền người khi cùng đi bên nhau. Người ơi, dường như lung linh trong nắng. Giang tay đặt đồ đồ ngoài sân. Dường như vu vơ trong gió. Gió chờ nói với em điều gì. Rằng mây sai đưa đôi ta bay vào trời xanh. Này em yêu ơi, có biết trái tim anh sẽ chẳng đôi tay. Và em yêu ơi, hãy đến. Dường như vu vơ trong gió, gió chợt nói với em điều gì? Rằng anh sẽ đưa đôi ta bay vào trời xanh. Này em yêu ơi, có biết trái tim anh sẽ chặt đôi tay? Và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay ấm lên môi này, cùng anh đắm say bên bao câu chuyện thân thiết. Một vài phút để cùng hướng mắt lên sân khấu. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần công bố giải thưởng phụ của chương trình ạ. Và giải thưởng đầu tiên đó là công bố giải lớp trang trí đẹp nhất. Và sau đây em xin được trân trọng kính mời lên sân khấu cô Nguyễn Ngọc Trâm lên công bố và trao giải thưởng cho lớp được giải nhất của chúng ta. Em xin trân trọng kính mời cô ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các em, ban giám khảo chúng tôi quả thật là đã rất là khó khăn trong việc lựa chọn. Bởi vì là tiêu chí thì cũng cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà khi mà đi thì chúng tôi thấy là phòng học lớp nào cũng rất là đẹp. Rất là khó để mà có thể chọn được lớp nào là lớp gọi là trang trí đẹp nhất theo ba tiêu chí mà ban tổ chức đã đưa ra. Sau cùng thì ban giám khảo đã thống nhất như thế này. Chúng ta có tất cả là 12 giải nhì. Thì ở đây ban tổ chức sẽ trao một cái giải đặc biệt cho một tập thể lớp. Bánh măn phong bì đã rắn rất là kỹ rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa biết là lớp nào đây. Giải nhất của tập thể lớp số nào? Theo các bạn biết lớp nào? Từ A1 cho đến A13 không biết là số này tôi đọc bởi vì hôm nay tôi không đeo kính cho nên nó cứ nhòe nhòe. Vâng, để xin các thầy các cô xin các em một phút thôi để tôi điều chỉnh lại tiêu cự xem như thế nào. Giải nhất thuộc về tập thể lớp A1. Xin chúc mừng! Vâng, xin mời đại diện của lớp A1 lên sân khấu. Đã có chọn được dưới đi, đưa xem đi. Đuôi lồi đi. Một, ok.
sticker chúng tôi đã phát cho các bạn từ đầu chương trình đến giờ ạ. Có bạn nào có đánh mất không ạ? À? Bạn nào đánh mất ạ? À? Bạn nào đánh mất giơ tay? Trời, tôi nhìn thấy cánh tay của bạn dán thật 3 sticker, không biết là bạn hack ở đâu đấy. Bạn nào mà đánh mất thì có thể liên hệ lại cái bạn ngồi ở kia để lấy lại số nhá. Vâng, và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên sân khấu để xem màn quay số trúng thưởng. Chúng ta sẽ có 3 con số ngẫu nhiên được ban tổ chức quay số và trúng thưởng ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật của chúng ta bắt đầu lượt quay số đầu tiên. Số nào đây ạ? Các con số của các bạn đâu ạ? Các bạn có thể giơ tay lên để chúng tôi nhìn thấy con số các bạn không ạ? Số của em phải 28 không ạ? Đúng rồi các bạn ạ, số 028. Và xin mời đại diện cho ban tổ chức lên trao giải thưởng may mắn đầu tiên cho em ạ. Số may mắn thứ hai. Xin mời bộ phận quay số. Số 217. Bạn nào có số 217 giơ tay ạ? Xin mời bạn Minh nhà bạn Hưng A1, chồng của bạn Minh A1, bạn rất may mắn ạ. Vâng. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho bạn may mắn thứ hai được không ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, và đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả chúng ta. Tiếp theo là phần quay số thứ ba. Con số nào đây ạ? Thật sự là hôm nay thì cái phần thưởng này thì thật sự là trong phong bì này là chưa biết một cái gì cả. Thì hôm nay là kỷ niệm 15 năm ngày ra trường. Thì mình thay mặt Nốc A13 kỷ niệm, à gọi là bụng của món quà này thì dành cho cô Tống Kim Hoa, Nốc chủ nhiệm Nốc A13. Xin hết ạ. Rất cảm ơn bạn, tình cảm của bạn dành cho cô ạ. Cho
người tình